Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 3 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Ukraine cuộc chiến sinh tử vì tự do. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lột mặt nạ như thế nào? Cựu tổng thống Bush sau cuộc gặp Putin vào năm 2001 đã nói như thế này: "Tôi có cảm giác Putin là một phần linh hồn của mình. Ông ta rất đơn giản và đầy tin cậy." Không chỉ tổng thống Bush mà ngay cả tầng lớp lãnh đạo phương Tây và hàng triệu người Nga và trên thế giới đã có cái nhìn sai lầm về Putin. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thực chất đằng sau cái vẻ ngoài của một lãnh đạo cải cách đơn giản, quyết đoán, có tâm, đó là một con người với rất nhiều mâu thuẫn. Một người được nhà báo Trương Huy San giới thiệu là từng có 3 thập niên ở Ukraine, tác giả Nguyễn Việt Trung cũng có bài bình luận về cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của Ukraine chống lại Nga. Bài viết với tựa đề "Cuộc chiến sinh tử vì tự do, vì thế giới tự do". Trong sâu tâm khảm của ông ta có một nỗi uất hận vì cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3, tức là chiến tranh lạnh, đã đất nước của ông ta đã thua thảm hại. Cho đến bây giờ, ông ta vẫn cho rằng đây là thảm họa lớn nhất của thế kỷ. Một nỗi uất hận này cũng rất giống với nỗi uất hận của Hitler khi nước Đức bại trận trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Trong những cuộc nói chuyện có thể nhận ra rằng Putin tâm đắc với sự tổ chức nhà nước cũng như phong cách lãnh đạo của Hitler cũng như Stalin. Đó là một lãnh đạo của Liên Xô độc tài mà bàn tay nhuốm máu của hàng chục triệu người dân. Putin từ lâu cũng âm thầm xây dựng được một tổ chức nhà nước rất giống với mô hình của Hitler. Một đảng cầm quyền đứng đằng sau đối với Hitler đó là Đảng Công nhân Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa Đức, với Putin là Đảng Nước Nga Thống nhất. Đảng của Putin quy tụ tất cả các tầng lớp trong xã hội gồm có trí thức, thể thao, văn hóa, v.v. Putin cho lập ra một số đảng khác như đảng của Syrinsky, thực chất là con rối của Đảng Nước Nga Thống nhất. Bầu cử được tổ chức nhưng thực ra bằng việc kiểm soát truyền thông. Chính quyền cũng như gian lận phiếu đảng này bao giờ cũng giành chiến thắng áp đảo. Những người đối lập thực sự thì người thì bị đầu độc và tống vào tù với các tội danh ngụy tạo như Navalny, người thì bị đặt bom bắn chết như chính trị gia nổi tiếng nhất là Nemtsov, bị bắn giữa ban ngày ngay sát điện Kremlin như một vụ hành quyết công khai của xã hội đen. Đây là hình ảnh nhà đối lập Navalny đã bị bắt vào ngày 17 tháng 1 năm 2021 tại Moscow khi ông vừa trở về từ Đức, nơi ông đã được dưỡng bệnh sau khi bị đầu độc tại vùng Siberia vào tháng 8 năm 2020. Ông Navalny vẫn tố cáo Tổng thống Putin đứng đằng sau vụ đầu độc này. Có nhà tư tưởng để viết lên những hệ tư tưởng kiểu như thế giới Nga, nước Nga mới, v.v. Nhà tư tưởng được coi là Pastus, một người có uy tín trong đảng không kém gì Putin. Putin hiểu rằng truyền thông đóng vai trò rất quan trọng trong bầu cử. Vì vậy, sau khi nắm quyền, ông ta đã biến truyền thông thành truyền thông nô lệ, luôn bịa đặt và đưa thông tin sai lệch theo chỉ đạo của chính quyền. Weber của Đức Quốc xã có sống lại thì cũng phải ngả mũ trước truyền thông nói dối của chính quyền Putin. Bộ máy an ninh theo kiểu đàn áp, theo dõi, bắt bớ, cơ quan an ninh quốc gia như FSB là tiếp nối của KGB, Ủy ban Điều tra Quốc gia, rồi những bộ máy này hoạt động rất giống nguyên tắc của Gestapo của Đức Quốc xã. Điều khác biệt của hệ thống chính quyền Putin so với Đức Quốc xã là chỗ chính quyền này là mô hình có nhiều nét giống với một nhóm tổ chức tội phạm có tổ chức lớn với Putin như một bố già toàn quyền. Đức Quốc xã có lý tưởng, chính quyền của Putin ít lý tưởng, như một băng đảng tham nhũng nặng nề và phân chia quyền lợi cho tầng lớp thần hữu. Chính vì vậy mà chúng ta chứng kiến những tỷ phú Nga giàu không tưởng tượng được, nhưng nhiều người dân Nga sống nghèo khổ. Quan niệm của Putin về trật tự thế giới rất nguy hiểm. Đối với ông ta, không có khái niệm về luật pháp quốc tế, chỉ tồn tại lợi ích quốc gia. Ông ta chỉ muốn các nước lớn chia nhau ảnh hưởng ở các vùng khác nhau, áp đặt thể chế cũng như mọi thứ lên các nước phụ thuộc. Ông ta đã nhiều lần thách thức thế giới văn minh như giúp chế độ độc tài ở Syria, đưa quân can thiệp ở châu Phi, xâm lược Georgia vào năm 2008, chiếm đóng Crimea và Donbass vào năm 2014, can thiệp bầu cử ở Mỹ
bắn máy bay dân sự ở Malaysia. Vào sáng sớm ngày 24 tháng 2 năm 2022, ông ta đã mở đợt tấn công tổng lực xâm lược Ukraine, một đất nước có chủ quyền và công khai đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân với nước dám giúp Ukraine. Trước đó, ông ta có một loạt bài phát biểu với những suy nghĩ đặc biệt nguy hiểm và mất kiểm soát. Thời khắc đã đến, ông ta đã tháo bỏ toàn bộ mặt nạ của mình, hiện lên hình là một Hitler thời mới. Đây là hình ảnh một tòa nhà chung cư bị hư hại do trúng bom ở Kiev, Ukraine vào ngày 26 tháng 2 năm 2022. Những ngày đầu của cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại. Vào năm 1941, Ukraine đã trải qua một cuộc chiến tranh vĩ đại chống lại phát xít Đức. Lúc đó, người Ukraine đã hy sinh 6 triệu người. Hôm nay, Ukraine lại đứng trước một kẻ thù phát xít mới, kẻ muốn tiêu diệt nhà nước Ukraine. Rất đau đớn là đòn tấn công từ nước Nga là anh em, dân tộc mà Ukraine năm 1941 đã sát cánh chiến đấu và chiến thắng phát xít Đức. Dân tộc Ukraine và Nga là hai dân tộc anh em. Hầu như người Nga nào cũng có họ hàng, bạn bè là người Ukraine và ngược lại. Putin vì mục đích ích kỷ của mình đã làm cho hai dân tộc trở thành kẻ thù trên chiến trường. Ukraine bị một kẻ thù mạnh hơn gấp rất nhiều lần đánh úp, còn thế giới phản ứng ra sao? Phương Tây đã tỏ rõ sự yếu ớt và vô trách nhiệm của mình. Họ dự đoán thời gian Nga sẽ tấn công Ukraine. Họ tham gia ngoại giao bằng cách như Đức, Pháp muốn bán rẻ Ukraine bằng việc ép Ukraine thực hiện thỏa thuận Minsk, là một thỏa thuận sẽ làm Ukraine không bao giờ ngóc đầu lên được. Họ giúp đỡ Ukraine dè dặt như kiểu của Đức, là một nước đầu tàu của châu Âu, ủng hộ 5.000 cái mũ sắt. Một số nước khác như Ba Lan, Mỹ, Anh và các nước Baltic, Thổ Nhĩ Kỳ thì khá hơn. Trong đầu họ đã có sẵn kịch bản Ukraine sẽ đầu hàng sau 96 giờ. Họ vội vã đốt tài liệu, sơ tán công dân và di chuyển sứ quán. Mỹ, Đức, Pháp, những nước lớn trong NATO thì liên tục tuyên bố sẽ không gửi quân tham chiến, mặc dù họ có thể không nói gì về chuyện đó. Các hành động của họ vô hình chung làm Putin quyết tâm xâm lược Ukraine hơn rất nhiều, và Ukraine đã bị bỏ lại một mình với kẻ thù hùng mạnh nhất. Thật cay đắng khi ông Tổng thống Ukraine đã phải nói rằng chúng tôi, những người Ukraine, chiến đấu một mình với kẻ thù hùng mạnh. Những lực lượng mạnh nhất đã chọn giải pháp khoanh tay đứng nhìn. Đây là hình ảnh xe tăng xuất hiện tại Donetsk. Có những kẻ ủng hộ chế độ Putin, ủng hộ cuộc xâm lược này vì lợi ích, vì mục đích rõ ràng. Nhưng đa phần người dân trên thế giới và rất nhiều là người Việt Nam lại thờ ơ. Dường như họ lúc đó đang xem một bộ phim hay, họ tự bản nhau xem bao giờ thì Kiev thất thủ, bao giờ Ukraine đầu hàng. Chiến tranh thì vốn không phải là phim ảnh. Chiến tranh là đổ máu, trong đó có cả máu của phụ nữ và trẻ em, là những cảnh chạy loạn, trú ẩn và nỗi tuyệt vọng của mấy chục triệu con người. Trong những ngày đầu, chiến tranh đã lộ rõ sự man dợ của chính quyền của ông Putin. Ông ta cho lập ra một danh sách các chính trị gia hàng đầu Ukraine, những người yêu nước đứng đầu danh sách là ông Tổng thống Ukraine và gia đình của ông ta. Các đội đặc nhiệm đã được cử đi và nhận lệnh tiêu diệt những người trong danh sách này. Tên lửa của quân đội Nga đã bắn vào nhiều mục tiêu dân sự, trong đó có những tòa nhà chung cư. Quân đội Nga đã chiếm nhà máy điện hạt nhân Chernobyl để uy hiếp toàn thế giới, đặc biệt là châu Âu khi cần. Điều này thì chính quyền ông Putin còn vượt qua cả Hitler về độ man dợ. Bỏ qua các sự kiện về suy nghĩ, người dân, chính trị gia đoàn kết quanh Tổng thống. Tổng thống Ukraine, người mà rất nhiều người chỉ trích vì sự thiếu chuyên nghiệp, dùng người sai, người mà những người Việt Nam đáng xấu hổ gọi là thằng hề. Mặc dù ông ta tốt nghiệp trường luật, là người viết kịch bản hài được 23 nước đặt mua, là chủ sở hữu của những chương trình truyền hình có hàng triệu người xem. Một triệu phú và trên hết, ông là Tổng thống do 40 triệu người Ukraine bầu lên. Đây là hình ảnh Tổng thống Ukraine Zelensky. Nhưng trong thời khắc quyết định, ông đã hành động như một anh hùng. Các nước phương Tây đã đề nghị đưa ông đi di chuyển xuống Lvov để lãnh đạo phong trào kháng chiến. Họ đề nghị như vậy vì biết kế hoạch muốn tiêu diệt ông của chế độ Putin. Nhưng ông vẫn quyết định ở lại cùng gia đình và tuyên bố rằng: "Tôi ở đây, gia đình tôi ở đây, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu và chết ở Kiev." Ông lãnh đạo cuộc chiến, đàm phán với các nước qua điện thoại, liên tục đăng các bài
đầy lửa lên mạng xã hội. Điều đó thật đáng khâm phục. Cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko cũng cầm súng chiến đấu. Một người lính mới 19 tuổi lật bom phá hủy cầu để ngăn bước tiến quân Nga. Khi cảm thấy không kịp, cậu đã kích hoạt cho bom nổ và đã hy sinh cùng cây cầu. Một phi công trẻ, người được gọi là hồn ma Kiev, trong một ngày đã bắn rơi 6 tiêm kích của Nga. Một phi công nữ trẻ hy sinh, hai vợ chồng mới cưới cùng tình nguyện cầm súng bảo vệ Kiev. Ở các điểm tòng quân, người ta xếp hàng dài để đi chiến đấu. Lực lượng tình nguyện đi bảo vệ các thành phố và trong 2 ngày đêm đã có gần 100.000 người ghi tên và nhận vũ khí. Ở nhiều nơi, người dân Ukraine dùng tay không để ngăn sự di chuyển của xe tăng và xe bọc thép. Một bà mẹ Ukraine hỏi các binh lính Nga, họ đến đây để làm gì và đã khuyên họ như thế này. Ta sẽ cho các ngươi một nắm hạt hướng dương, bỏ vào túi, ngụ ý rằng để sau này các ngươi chết trên mảnh đất của chúng ta, hoa sẽ mọc lên. Kính mời các bạn xem bản tin Putin tấn công Ukraine là đã đi nước cờ sai. Putin quả thật đã chơi nước cờ hết sức liều lĩnh kể từ năm 2021. Một mặt Putin đưa hơn 100.000 quân đến biên giới tăng cường đến hơn đến 150.000 quân vào giữa tháng 2 năm 2020. Mặt khác, nhà báo Phạm Phú Khải đã có bài phân tích và bình luận với sự kiện này. Thật không ngạc nhiên chút nào khi mà Putin đã sau cùng chọn con đường chiến tranh. Putin ra lệnh cho tiến hành hoạt động quân sự đặc biệt ở phía đông Ukraine. Mặc dầu bao nhiêu mạng sống của người dân thường tại đây sẽ phải hy sinh cho hành động điên rồ của một trong những độc tài hàng đầu của thế kỷ thứ 21. Đây là hình ảnh một căn nhà bị trúng rocket tại Kiev, Ukraine. Những gì đang xảy ra tại Ukraine đã không nằm ngoài dự đoán của Mỹ và châu Âu, cũng như rất nhiều nước trên thế giới. Tình báo của Mỹ và Tây Phương đã biết được quyết định của Putin, chỉ không biết chính xác ngay giờ của cuộc xâm chiếm mà thôi. Liền sau đó, khi Putin nói chuyện trên đài truyền hình nước Nga, ông Tổng thống Biden đã xác định rằng Putin đã hạ lệnh cho quân Nga triển khai vào hai khu vực thuộc Ukraine. Nhưng Putin muốn thiết lập lý do để chiếm nhiều lãnh thổ hơn nữa bằng vũ lực. Nói một cách đơn giản, Biden cho rằng Putin đang cắt bớt đi một phần lớn lãnh thổ của Ukraine và đang thiết lập một cơ sở lý luận để tiến xa hơn nữa. Nhìn lại, phải chăng các hoạt động ngoại giao liên tục trong những tuần qua chỉ là mất thời gian vì Putin đã có ý đồ sẵn rồi, vẫn sẵn sàng dùng vũ lực để đạt được điều đó. Thêm vào đó, Putin đưa quân lính và vũ khí đến đó trước để áp sát lực lượng khi đàm phán đâu khác gì thái độ của một kẻ khủng bố đang dí súng vào con tin của mình và yêu cầu bên kia cứ thương lượng. Nhiều chuyên gia về Nga viết trên trang báo đều nhận định rằng đối với Putin, nhượng bộ là một chính sách hoàn toàn phải tránh. Điều quan trọng nhất mà không thể coi nhẹ là phải tiếp tục chính sách ngăn chặn đối với các nước Nga của Putin. Putin quả thật đã chơi một nước cờ hết sức liều lĩnh kể từ cuối năm 2021. Một mặt thì ông ta đưa hơn 100.000 quân đến biên giới và sau đó tăng cường liên tục lên tới 150.000 quân vào giữa tháng 2 năm 2022. Mặt khác, Putin cho công bố một danh sách gồm 8 điểm yêu cầu Mỹ và phương Tây đảm bảo an ninh cho Nga và biện luận rằng nếu đồng ý thì sẽ làm giảm được căng thẳng tại châu Âu và khủng hoảng tại Ukraine. Khi đưa ra các yêu sách này, Putin thừa hiểu sẽ không có cơ hội nào để Mỹ và châu Âu thỏa thuận hay nhượng bộ một phần hay toàn bộ. Đây là hình ảnh các nữ chiến binh Ukraine. Có lẽ vì vậy mà Putin đã coi thường các nỗ lực của phương Tây trong việc tham gia đối thoại nhằm giảm leo thang trong cuộc khủng hoảng trong nhiều tuần lễ trước khi cuộc chiến nổ ra. Ngược lại, Putin cho thấy đã tính toán nước cờ liều lĩnh rằng nếu không có thỏa thuận hay nhượng bộ nào đáng kể, Putin sẵn sàng chuẩn bị bước tiếp theo để biện minh cho việc sử dụng quân sự. Trong mắt Putin, nếu không đạt được mục tiêu mà cứ rút quân về sẽ làm cho Putin lúng túng và mất mặt. Putin cũng không phải là người muốn thế giới nghi ngờ về sự cương quyết của mình hay muốn bị mất mặt với người dân Nga của mình. Dứt khoát là không, và bằng mọi giá, ông ta phải thực hiện bằng được ý đồ của mình,
đó là xâm lược Ukraine. Nếu đã đưa quân vào thì ít nhất là phải mang về thành quả nào đó trong tay, kể cả dạy cho Ukraine một bài học. Thái độ như ông Đặng Tiểu Bình trước đó của Trung Quốc đối với chiến tranh biên giới ở Việt Nam vào năm 1979. Nhưng Putin thực tế hơn là ra lệnh cho quân đội Nga chiếm lấy hai khu vực thuộc Ukraine. Nếu quân đội Ukraine tấn công, Putin lấy cớ để triển khai hoạt động quân sự trong mở rộng. Nếu không thì Putin vẫn có được thành quả cụ thể trong tay. Ông ta đã làm những điều trên một phần vì ông ta là sản phẩm của chiến tranh lạnh, vốn là một cựu sĩ quan tình báo của Liên Xô cũ. Nhưng phần khác là mục tiêu chính trị trong nội địa. Sự nghiệp chính trị của Putin là do xuất thân từ cơ quan tình báo Liên Xô cũ, viết tắt là KGB. Nên Putin coi sự cạnh tranh giữa các siêu cường là điều tất yếu. Nhưng trong mắt Putin, Nga phải luôn chiếm vị thế siêu cường, sánh ngang hàng với Mỹ. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Putin. Sau khi lên nắm quyền vào năm 2000, ông ta đã gọi sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết là một sự kiện bi kịch thật sự và thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ 20. Mục tiêu của Putin bấy lâu nay là để khôi phục lại ngôi vị này của Nga và từng nói trước đây, dù có thật sự tin tưởng rằng mình làm được điều này hay không thì không rõ, nhưng Putin muốn chứng minh ít nhất với người dân của mình rằng ông ta muốn khôi phục địa vị của Nga trên thế giới và chỉ có ông ta hiện nay mới có khả năng giải quyết và quyết tâm để tiến hành làm điều này. Trước khi ông Putin ra lệnh xâm chiếm Ukraine, Dmitry Trenin, một chuyên gia về Nga viết trên trang báo quốc tế vào cuối năm 2021, nhận định rằng mục tiêu của Putin không phải là xâm chiếm và sáp nhập Ukraine vào Nga, nhưng muốn Mỹ và châu Âu trở lại sắp xếp và sắp đặt biên giới phía đông vào thời điểm hậu chiến tranh lạnh, mà lúc đó Nga sau khi Liên Xô sụp đổ không có tiếng nói đáng kể nào với NATO. Điều đó có nghĩa rằng ông Putin không muốn Ukraine, Georgia và Moldova trở thành thành viên của NATO, để Nga không phải lo lắng an ninh về biên giới phía tây của mình. Putin cũng cảm thấy an tâm hơn nếu đẩy được các tên lửa tầm trung của Mỹ ra khỏi châu Âu. Cho nên qua vụ Ukraine, Putin muốn sửa soạn và điều khiển những nước cờ như thế để chuẩn bị cho bầu cử của Nga vào năm 2024. Giờ đây, biện pháp quân sự đã được ông Putin cho tiến hành. Nước Ukraine và thế giới nên đối phó với một nước Nga có ông Putin hung hãn và sức sược như thế nào, đó cũng là điều mà dư luận đặt ra. Đây là hình ảnh binh sĩ Ukraine trên đường phố trên thị trấn ở Novolodsky. Các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ chưa từng có lên nước Nga đã được Tổng thống Biden, châu Âu, châu Úc và rất nhiều nước trên thế giới công bố đồng loạt rất nhanh chóng. Về phần Ukraine, rõ ràng Ukraine không thể và không nên lấy trứng chọi đá khi quân Nga đang có khả năng quân sự khủng khiếp hơn mình. Chiến tranh du kích, nổi loạn vân vân, nếu kéo dài có thể làm cho Nga sau cùng phải rút quân về. Biện pháp này khó hoàn thành hơn vì Nga sát cạnh Ukraine nhưng không cần phải điều quân xa đi tốn kém như bên Liên Xô từng xâm chiếm nhưng sau cùng đã xa lầy tại Afghanistan và phải rút quân về nước. Tuy nhiên, dù kết quả ra sao thì người dân Ukraine bày tỏ sự quyết tâm chiến đấu đến cùng. Douglas London, cựu chuyên viên cao cấp của CIA với 34 năm kinh nghiệm, biện luận trên tờ báo quốc tế vào ngày 25 tháng 2 rằng nếu Nga giới hạn cuộc tấn công ở phía đông và phía nam Ukraine, một chính phủ Ukraine có chủ quyền sẽ không ngừng chiến đấu. Họ sẽ được sự hỗ trợ quân sự và kinh tế đúng đắn từ các nước ngoài và sự hậu thuẫn của người dân rất đoàn kết. Nhưng nếu Nga tiếp tục chiếm phần lớn đất nước và thiết lập một chế độ bù nhìn do Điện Kremlin chỉ định ở Kiev, thì một cuộc xung đột kéo dài và gai góc hơn sẽ bắt đầu. Putin sẽ phải đối phó với một cuộc nổi dậy đẫm máu và kéo dài hơn có thể lan rộng ra ngoài biên giới. Thậm chí có thể tiến vào Belarus để thách thức Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, là đồng minh thân thiết của Putin, có thể cũng sẽ bị sụp đổ. Tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng có thể gây mất ổn định cho các quốc gia khác trong quỹ đạo của Nga, chẳng hạn như Kazakhstan và thậm chí là tràn sang chính nước Nga. Đây là hình ảnh người biểu tình phản đối cuộc tấn công vào Ukraine đối mặt với cảnh sát tại Saint Petersburg của Nga.
và những vụ biểu tình như vậy ngày càng nhiều ở Nga. Khi xung đột bắt đầu, những kết quả không thể đoán trước và không thể tưởng tượng được có thể trở thành hiện thực. Putin có thể không chuẩn bị cho cuộc nổi dậy hoặc các cuộc nổi dậy sắp xảy ra. Malidan Harin, Phó Giám đốc Trung tâm Á-Âu của Hội đồng Đại Tây Dương, tin tưởng vào thế tất thắng do quyết tâm gan dạ của người dân Ukraine để chiến đấu tới cùng. Viết trên trang báo quốc tế vào ngày 25 tháng 2, Harin kể câu chuyện như sau. Cách bờ biển Ukraine 20 dặm trên biển Đen là đảo Rắn. Vào ngày xâm lược, một tàu Nga tiến đến hòn đảo và yêu cầu 13 lính biên phòng đóng ở đó hạ vũ khí. Và với số lượng rất ít như vậy, cuối cùng Nga vẫn chiếm mất. Tuy nhiên, người Ukraine rất dũng cảm. Và tại sao Nga có thể bại trận? Vì sự can đảm của người dân Ukraine. Edmund, chuyên viên nghiên cứu về Nga, cũng viết trên trang báo quốc tế vào ngày 22 tháng 2 rằng cuộc nổi dậy, đặc biệt là nếu có, được tài trợ từ bên ngoài có thể vẫn làm tiêu hao lực lượng và tài nguyên của Nga qua một thời gian dài. Nhưng hai ông cảnh báo rằng nó cũng có thể là khởi đầu cho một loạt cuộc khủng hoảng giữa NATO và Nga, mà đây là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ an ninh châu Âu đứng bên bờ vực thẳm. James Hesberg, giáo sư về lịch sử và vấn đề quốc tế tại Đại học Berkeley Washington, biện luận trên tờ báo quốc tế vào ngày 24 tháng 2 rằng khát vọng hoài cổ của Putin là tái tạo lại Liên Xô một cách hiệu quả mà không có cơ sở lý luận toàn cầu về ý thức hệ, vì Putin chỉ là đại diện cho chế độ chuyên quyền và sức mạnh của Nga. Và nếu cần thì ông ta sẽ thực hiện bằng vũ lực đã dẫn đến Nga gây chiến tranh. Là sản phẩm của chiến tranh lạnh, nhưng vì học sai nên Putin lập được những lỗi lầm của người Liên Xô trước đây. Và phải chăng Putin tính sai nước cờ vì bao bọc chung quanh ông ta bấy lâu nay đều là những người trung thành nhất, và thường thì họ chỉ muốn nói những gì ông ta muốn nghe mà thôi.